Fire! Fire! Fireball! Fire! Fireball! Fire! Hello anh em, hello guys, welcome back my channel, em Ro đây. Và ngày hôm nay mình cần sự trợ giúp của các bạn. Hiện tại thì các bạn còn nhớ là cách đây 3 tháng thì mình có tham gia một cái thử thách, đó là comment và được nhiều reaction nhất ở trên cái comment đấy thì mình sẽ được chiến thắng. Và cái thử thách đấy thì mình đã thắng rồi. Và ngày hôm nay thì mình có tham gia một cái thử thách khác cũng tương tự như vậy, của một cái nhà hàng. Nhà hàng này thì cách nhà mình thì độ khoảng 2 cây thôi, 2 km thôi. Thì bức ảnh nào mà sẽ được nhiều comment, được nhiều reaction nhất, được nhiều team, được nhiều like nhất thì sẽ được chiến thắng. Và đây, các bạn chỉ cần click vào cái link này và sau đấy là mình thả team hoặc là like, share, like xong rồi ha ha, rồi wow, rồi sad hay là angry. Các bạn có thể đấy. Thì cái link này thì mình sẽ để ở phần mô tả hoặc là với lại phần comment của video này. Thì hiện tại mình chỉ kiểm tra xem nhé. Cái bài viết này không biết là được bao nhiêu like rồi, bức ảnh cao nhất được bao nhiêu like rồi. Đây là cái bài viết của họ. Thì bức ảnh cao nhất là 20 này, 22 này, 200. Wow, 214. À 219. Ồ, cao nhất là 219 rồi. Đây là 157. 125. Và 29, 4, 13. 10 đấy. Hào thai, đây những bức ảnh bình thường. 169. Cái này vẫn chưa là cao nhất. Và của mình đây là mới được có 5 reaction thôi. Vì vậy là các bạn hãy giúp mình cao nhất của hiện tại là 219. Và mình rất mong là sẽ được các bạn sẽ giúp để mình vượt qua được con số đấy. Và rất mong sự giúp của các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn trước để giúp mình vượt qua được cái thử thách này. Cảm ơn và mong chờ nhận sự giúp của các bạn. Cảm ơn. See you.